gieo được nhân duyên tốt dù đi đâu cũng được quý nhân phù trợ kính thưa quý vị cổ nhân thường nói ba phần số mệnh bảy phần nỗ lực số mệnh không tốt không có nghĩa là cuộc đời bạn không thể vực dậy điều quan trọng là nỗ lực của bạn như thế nào bảy phần nỗ lực này chính là thói quen tính cách được hình thành và nuôi dưỡng trong quá trình sống sau này đây mới thực sự là những yếu tố quan trọng quyết định vận mệnh của bạn vì thế việc bạn gặp quý nhân hay không là do bạn chứ không phụ thuộc vào may mắn chỉ khi bản thân có năng lực, giá trị của riêng mình, bạn mới có cơ hội thu hút được quý nhân đến gần. Bất kể người khác địa vị cao hay thấp cũng đều phải đối xử bình đẳng, không nên vì ti tiện mà coi thường, không nên vì địa vị cao mà nịnh hót. Sau đây là ba cách thức tôn trọng người khác, nếu làm được thì đi đâu bạn cũng sẽ được chào đón và gieo được nhân duyên tốt đẹp. 1. Khiêm tốn bản thân, tôn trọng học người khác, chính là phong độ. Năm 1998, có một chàng thanh niên trẻ vừa tròn 28 tuổi cùng vài người bạn hợp tác mở một công ty nhỏ về lĩnh vực internet viễn thông. Một lần chàng thanh niên này đi tham gia một hội nghị giao lưu các doanh nghiệp viễn thông. Hôm đó, khi tới nơi chàng trai phát hiện bản thân mình thua kém rất xa với mọi người. Mọi người đến tham gia đều ăn mặc rất thời thượng, quần tây áo com lê phong độ lịch sự. Còn bản thân cậu thì vừa mới lập nghiệp, không tiền không địa vị, chỉ mặc một bộ đồ quá đối bình dân không những vậy quần áo lại cũ có chút phai màu tham gia hội nghị chàng trai chỉ giấu mình trong góc phòng không dám giao tiếp với ai sợ người khác chú ý sau khi hội nghị kết thúc mọi người náo nhiệt trao đổi danh thiếp cho nhau cơ bản không có ai chú đến chàng thanh niên khi chàng thanh niên chuẩn bị đứng dậy ra về thì đột nhiên có người cất tiếng bắt chuyện sao lại về sớm vậy lần này đến đây tôi vẫn còn chưa có cơ hội quen biết những chàng trai trẻ như cậu sao đã vội ra về chàng trai quay mình lại thì một người đàn ông trung niên đang tươi cười bước đến hóa ra đây chính là ông chủ doanh nghiệp vừa lên phát biểu khai mạc hội nghị chàng trai không khỏi kinh ngạc lúng túng hỏi chào ông không biết ông tìm tôi có việc gì không không có gì đặc biệt cả chỉ là muốn giao lưu các doanh nghiệp trẻ các cậu học hỏi chút tư duy mới của những người trẻ lúc này chàng trai trẻ chỉ đành thật thà nói thứ lỗi tôi không phải là doanh nghiệp gì đối với lĩnh vực internet viễn thông hiểu biết không nhiều Tôi chỉ là có một công ty nho nhỏ muốn đến đây học hỏi chút kinh nghiệm. Ồ, thì ra là vậy. Người chủ doanh nghiệp đứng nhìn chàng trai trẻ một chút rồi lớn tiếng cười nói cởi mở. Không hiểu biết cũng không sao. Đối với lĩnh vực này rất nhiều doanh nghiệp không hiểu cũng là lẽ thường. Không biết thì từ từ học. Đây là danh thiếp của tôi. Cậu cầm lấy. Hy vọng chúng ta có cơ hội hợp tác. Sự việc diễn ra khá nhanh lại bất ngờ khiến cho chàng trai rất cảm động. Chàng trai đặt tấm danh thiếp trân trọng lên bàn làm việc hàng ngày luôn nhìn nó để nhắc nhở bản thân phải học tập giống như người chủ doanh nghiệp lớn đó, học cách khiêm nhường bản thân, tôn trọng người khác. Mười mấy năm sau, chàng trai trẻ năm xưa này đã thành một nhân vật tầm cỡ có tiếng trong lĩnh vực viễn thông. Chàng trai đó chính là chủ tịch tập đoàn 360, Chu Hồng Y, một tỷ phụ nổi tiếng Trung Quốc. Trong các buổi diễn thuyết của mình, Chu Hồng Y nhắc lại câu chuyện năm xưa, ông nói, một tấm danh thiếp nặng bao nhiêu, nhưng ông chủ doanh nghiệp năm xưa đã gọi tôi là một doanh nghiệp và trao cho tôi tấm danh thiếp, điều này đã đem đến cho tôi sự tự tin và dũng khí không gì có thể sánh được. Trong suốt cuộc hành trình đi đến thành công của mình, tôi luôn cảm nhận sức nặng của tấm danh thiếp này một cách sâu sắc. 2. Thay đổi góc nhìn, tôn trọng người khác chính là độ lượng. Năm 1993, một chàng trai từ nông thôn bước ra với mong muốn ôm mộng làm diễn viên cậu thi vào trường điện ảnh bắc kinh nhưng bị trượt ngay từ vòng sơ tuyển cậu lưu lại thành phố sống lang bạt làm nghề diễn viên quần chúng một lần cậu có cơ hội được đóng diễn viên quần chúng cậu vô cùng phấn khích thời gian quay chỉ có bốn năm giây nhưng cậu rất chú tâm thực hiện sao cho tốt nhất điều không may xảy ra với cậu là trong lúc quay phim do sơ ý cậu đã va vào diễn viên chính đạo diễn nhìn thấy một diễn viên quần chúng lại va chạm với diễn viên chính thì tức tối đi tới mắng cậu thậm tệ cậu vội vàng xin lỗi và cật lực giải thích rằng bản thân mình không cố ý thật bất ngờ lúc này diễn viên chính chủ động bước tối vỗ vào vai cậu chúng ta đều là diễn viên trong lúc diễn có sự va chạm là điều không tránh khỏi không cần thiết phải để bụng làm gì thật khó tả một cảm giác ấm áp tràn ngập trong lòng cậu đây là lần đầu tiên có người gọi cậu là một diễn viên điều này với cậu đó niềm hạnh phúc vô bờ bến mấy người khác bên cạnh chứng kiến cảnh tượng như vậy liền nói cậu ta va vào anh đạo diễn thay anh giáo huấn cậu ta cũng đâu có gì không được cơ chứ ngược lại anh lại an ủi cho cậu ta không không tuy cậu ta vào vào tôi nhưng cậu ta hoàn toàn không cố ý nếu như tôi oán trách cậu ta ngược lại tôi trở thành kẻ nhỏ nhen hẹp hòi không oán trách người vô ý đó là điều tôn trọng tối thiểu chúng ta nên làm chàng trai trẻ đi hết từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác đứng đó hồi lâu không nói lên lời từ tận đáy lòng mình cậu hạ quyết tâm bắt đầu kể từ ngày hôm nay cậu sẽ nỗ lực hết mình để thành một diễn viên chân chính mười năm sau lúc này cậu đã là một diễn viên chính bộ phim đầu tiên cậu đóng vai chính đã giành được giải thưởng danh giá golden unicorn tại liên hoan phim tokyo nhật bản và tiếp sau đó là con đường thành công vang dội sau này trong sự nghiệp diễn xuất của mình chàng trai năm đó chính là diễn viên nổi tiếng quách hiểu đông làm người đối nhân xử thế chúng ta cần có được một thái độ giống như người diễn viên chính kia Gặp phải những mạo phạm không cố ý, chúng ta nên đứng từ góc độ đối phương mà nhìn nhận vấn đề, dùng một tâm thái bình đẳng để tôn trọng người khác, như vậy con đường giao tiếp với xã hội của chúng ta sẽ ngày một rộng mở và được đón nhận nhiều hơn nữa sự tôn trọng, kính phục của mọi người. 3. Quan tâm bình đẳng đến người khác, đó chính là cao độ. Năm 1990, một chàng trai trẻ sau khi thi rớt đã xin làm bảo vệ cho một công ty điện ảnh mỗi ngày cậu đều tận lực hết mình làm việc nhưng lại luôn bị đồng nghiệp chế nhạo nhưng ngược lại cậu không khi nào oán trách mà sớm đã quen với cuộc sống như vậy vào một buổi sáng giám đốc công ty tuyên bố vì để khích lệ mọi người có tính tích cực trong công việc tối nay sẽ chọn một số người làm việc ưu tú đi ăn tiệc với chủ tịch tại khách sạn mọi người ai lấy đều hứng khởi hy vọng mình được chọn trong số đó trong lòng chàng trai trẻ nghĩ mình chỉ là một bảo vệ nhỏ nhoi sẽ không ai chú ý tới không thể nào có cơ hội được đi ăn cơm với chủ tịch cậu nghĩ mọi người đi ăn cơm vui vẻ mình cũng cần xin nghỉ phép một buổi để tự thưởng cho mình một hôm nghỉ ngơi dù sao mình cũng làm việc rất chăm chỉ trong suốt thời gian qua rồi tới giờ nghỉ trưa cậu đến phòng giám đốc xin nghỉ phép vị giám đốc hỏi sao đột nhiên lại xin nghỉ phép vậy cậu nghĩ có lẽ mọi người đều đi hết rồi nên giám đốc sẽ không cho mình nghỉ nên cậu nói tôi cảm thấy trong người không được khỏe vậy à vị giám đốc tỏ vẻ có chút hơi buồn rồi lắc đầu cậu nghĩ lẽ nào giám đốc biết mình nói dối vị giám đốc vỗ vai cậu nói sức khỏe không tốt vậy thì cậu chịu khó nghỉ ngơi cho tốt nhé tối nay cậu không tham gia được tôi sẽ bảo tiểu trần mang một ít rượu ngon và chút đặc sản của khách sạn về cho cậu thức ăn sẽ bị nguội cậu hâm nóng lại rồi hãy ăn cậu ngẩn người đứng đó trong lúc cậu vô tình bỏ đi cơ hội được ăn cơm cùng chủ tịch giám đốc lại ân cần quan tâm tới cậu như vậy giám đốc đã suy nghĩ đến cậu vì cậu mà kêu người mang thức ăn ngon về trong khi cậu chỉ là một bảo vệ nhỏ nhoi. Điều này đã làm cho cậu cảm động vô cùng. Nhiều năm sau, cậu không ngừng phấn đấu để cuối cùng trở thành một MC nổi tiếng hàng đầu Trung Quốc, Mạnh Phi. Trong cuộc sống bình thường, giữa bạn bè với nhau chuẩn bị ít thức ăn cho nhau cũng là bình thường. Nhưng đối với Mạnh Phi đây lại vô cùng cảm động và ghi nhớ cho đến tận ngày nay. Nguyên nhân là bởi cậu cảm nhận được sự tôn trọng của một vị giám đốc tôn trọng một nhân viên bảo vệ nhỏ nhoi dưới quyền mình đây là điều rất đáng kính phục trong lúc cậu cảm thấy không ai quan tâm đến mình không ai tôn trọng mình nhưng tối hôm đó khi đồng nghiệp mang thức ăn về cho cậu tuy nó đã không còn nóng nhưng trong lòng cậu lại tràn ngập sự ấm áp nếu mỗi người đều có thể học được ba loại tôn trọng này và dùng nó đối đãi với mọi người xung quanh dần dần chúng ta sẽ phát hiện quanh mình toàn là quý nhân biết tôn trọng người khác cũng có nghĩa là biết bắt cầu nối trái tim với trái tim tôn trọng những người ở xung quanh bạn điều đó giúp bạn có thêm nhiều tình hữu nghị và đem lại cho bạn nhiều cơ may thành công giống như là gieo một nhân duyên tốt đẹp sau này vậy bốn kiểu người luôn được quý nhân phù trợ dù có xuống dốc thế nào cũng sẽ đi lên có câu mệnh chỉ gánh được tám thùng gạo thì khó đi khắp thế gian cuộc sống của bạn là một cuộc đời làm việc chăm chỉ vì vậy dù bạn có vất vả đến đâu bạn cũng không thể thay đổi được thực tế vất vả cả đời cuộc sống của bạn là một cuộc sống giàu sang và danh giá thì bạn chỉ cần làm việc chăm chỉ trong năm hoặc 6 năm, cuối cùng bạn sẽ kết thúc khổ đau và hưởng phúc. Đây là sự khác biệt về số phận giữa con người với nhau. Cuộc sống của con người tưởng chừng như do chính mình điều khiển, nhưng trên thực tế, suy cho cùng cũng sẽ do quý nhân tác động. Bạn biết đấy, người có số mệnh tốt phải là người cao thượng, được ông trời phù hộ. Vào thời cổ đại, đã có một câu chuyện như vậy. Một cụ già đang nghỉ ngơi trong ngôi nhà cổ thì đột nhiên có người gõ cửa ngay khi ông già mở cửa bước vào ông nhận ra đó là một người lạ và người lạ cũng thắc mắc tại sao lại đến đây gõ cửa hai bên nhìn nhau một lúc rất xấu hổ không biết nên nói gì vừa lúc ông lão quay người chuẩn bị đóng cửa căn nhà cũ của ông đã đổ sập xuống đặc biệt là nơi ông nghỉ vừa rồi bị đập thủng một lỗ lớn lúc này ông cụ rất xúc động nếu ông không ra mở cửa có lẽ ông đã chết về vấn đề này ông đặc biệt cảm ơn người lạ đã gõ nhầm cửa tin rằng người bên kia đã cứu mạng ông thật ra trên đời này có rất nhiều chuyện tưởng như là trùng hợp nhưng thực ra lại là duyên số một người có số phận may mắn chắc chắn có phần do trời đã định bốn kiểu người sau đây được quý nhân phù trợ trong cuộc đời dù có xuống dốc thế nào cũng sẽ lên dốc một người có tâm phúc ở đời luôn được quý nhân song hành lão lý luôn được mọi người công nhận là một người tử tế tuyệt vời không chỉ đối xử tốt với mọi người mà còn tuân thủ nguyên tắc của mình không làm bất cứ điều gì vi phạm quy tắc hoặc làm tổn thương người khác không có cách nào hắn chỉ có thể ở tại chỗ bình yên rất khó có thể thăng thiên tuy nhiên anh cho rằng tất cả đều xứng đáng mười năm trước lão lý gặp phải chuyện anh ấy đã đi leo núi với bạn bè vì núi tương đối dốc nên họ luôn thận trọng vì sợ có điều gì bất chắc xảy ra nhưng có những trường hợp khó lường con người có cả may rủi lão lý vô tình rơi từ vách đá trên sườn núi xuống thậm chí còn lăn lộn hơn chục mét mới dừng lại có thể nói nếu như lão lý không có bắt được cây nho hắn căn bản không có cơ hội sống sót kiên trì một hồi lão lý không thể chịu đựng thêm được nữa cho rằng đây là vận mệnh của cuộc đời mình vừa lúc đó một người lái xe địa hình đi ngang qua đã giải cứu thành công lão lý kể từ đó lão lý đã rất xúc động nói rằng nếu anh sống sót sau thảm họa anh sẽ có phước lành trong tương lai dù không thể thăng thiên nhưng anh ta đã sống sót làm việc thiện là chìa khóa dẫn đến hạnh phúc của một người. Nó sẽ giúp bạn khi bạn gặp khó khăn. 2. Người điềm đạm, không lo sợ sẽ được quý nhân phù trợ. Trong cuộc sống, điều quan trọng nhất phải làm là vô tư. Dù có chuyện gì xảy ra cũng không cần quá nóng vội, bình tĩnh được thì cuối cùng sẽ có kết quả tốt. Có một thanh niên, mặc dù không thể so với đồng nghiệp cùng tuổi về thành tích, nhưng anh ta không nóng này hay nóng này, nhất quyết làm việc gì, tính kỷ luật của bản thân đến mức cực đoan, không ngờ có một vị lãnh đạo đánh giá cao anh ta cho rằng mặc dù học lực của anh ta chỉ ở mức trung bình nhưng tâm tính của anh ta tốt hơn người bình thường và anh ta là một cây giống tốt có thể gieo trồng giờ đây anh đã trở thành cánh tay phải đắc lực của ban lãnh đạo sự nghiệp thăng tiến vượt bậc có thể nói rằng một số phước lành một số sự nghiệp và một số thành tựu không phải chỉ có ích khi khẩn cấp chỉ từng bước kiên trì tự rèn luyện bản thân để sống tốt có ngày thì mới gặp được quý nhân Gặp vận may của chính mình. Của cải không vào cửa khẩn, vận may không quan tâm đến kẻ gian. Giữ tâm lý bình tĩnh, đừng nóng vội, đây mới là con đường lâu dài. 3. Những người có nhận thức về bản thân sẽ được đồng hành với quý tộc. Khi chúng ta còn nhỏ, các cụ trong dòng họ thường dặn, muốn làm người, ngoài việc rèn luyện những kỹ năng nhất định, chúng ta còn phải có những hiểu biết về bản thân. Hãy đội một chiếc mũ lớn như bạn có và đừng quá tham vọng. Thực tế chân thành và không kiêu ngạo. Đây là phúc của con người. Trong những năm đầu tiên, tôi đã gặp một chàng trai trẻ nghĩ rằng anh ta là người toàn năng ngay khi anh ta tốt nghiệp. Vì vậy, anh đưa ra điều kiện tuyển dụng, dù ở công ty nào, chỉ cần mức lương đầu và dưới 10.000 sẽ không được xét tuyển nữa. Năm năm sau, anh vẫn không tìm được công việc tốt. Một số bạn học của anh đã trở thành trường phòng, lương tăng từ vài nghìn đến mấy chục nghìn tệ. Tại sao khoảng cách giữa cái trước và cái sau lại lớn như vậy? Bởi vì người đi trước không có kiến thức về bản thân, người đi sau biết cách bắt đầu từ thấp. Lúc này, khoảng cách giữa con người với nhau được phản ánh. Có thể khoảng cách là nhỏ trong 2 năm đầu, nhưng sau năm hoặc 10 năm, khoảng cách là rất lớn. 4. Người có bản lĩnh vững vàng sẽ được quý nhân đồng hành. Con người chỉ có thể hiểu được ánh sáng khi họ nhìn thấy bóng tối. Người ta chỉ có thể hiểu giá trị của những thứ bình thường khi họ gặp bất hạnh người ta chỉ có thể hiểu được vẻ đẹp của nỗi đau chỉ khi họ trải qua sự tra tấn dù gặp phải chuyện gì bạn phải có dũng khí cho dù thập tử nhất sinh cũng phải có lòng kiên trì kiên trì đến cùng không từ bỏ hy vọng con người một khi đã chôn vào cõi vĩnh hằng thì không bao giờ có thể thoát ra được chỉ có kiên trì đến cùng con người mới có thể đạt được những thành tựu phi thường ai là người có tâm hồn vững vàng đã đạt được những điều tuyệt vời qua các thời đại lưu bị khởi nghiệp năm lần thất bại nhưng tâm địa bất diệt cuối cùng gặp ra cát lượng mà lên dốc trở lại ra cát lượng vì hèn mọn nên ngày càng thất vọng cuối cùng ông ta thu được một số lớn công thần và tướng lĩnh lập quốc trên thực tế dù là người nổi tiếng hay người bình thường bạn cũng cần phải giữ vững tâm lý vững vàng không ngại mưa gió thì mới có thể gặp được quý nhân nắm bắt cơ hội đạt được thành tiệu phi thường cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe video của chúng tôi chúc cho mỗi người chúng ta sẽ gặp được quý nhân của đời mình xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo